Sáng ngày 16 tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy và ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đại tá Chu Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chu Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh, tình hình tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố lớn. Theo thống kê, cả nước có hơn 254.500 người nghiện có hồ sơ quản lý. Song thực tế, số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn cao hơn nhiều. Mặc dù Đảng và Nhà nước ta luôn xem công tác phòng chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần quyết liệt thực hiện, nhưng để công tác phòng chống ma túy đạt được kết quả cao hơn, rất cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của toàn xã hội. Tại buổi lễ, đại diện 16 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên huyện Tân Lạc đã ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Thông qua buổi lễ phát động đã nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng tránh tệ nạn ma túy, tham gia tích cực cùng các cơ quan chức năng phòng chống, đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện. Sau buổi lễ phát động, đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi phòng chống ma túy trên các trục đường chính của xã, thị trấn trên địa bàn huyện.